chương trình Son Môi Đỏ, nơi phụ nữ chia sẻ những suy nghĩ mới về những vấn đề không mới. Chương trình được phát sóng vào 12h30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Các bạn biết không, Phương Uyên nghĩ là mỗi người chúng ta đều có bạn thân, biết hết tất cả những bí mật của mình và luôn đi theo bên cạnh mình. Đó chính là chiếc điện thoại. Sẽ không quá đáng khi nói như vậy, nhưng mà đó là vấn đề của người lớn. Còn với trẻ em thì sao ạ? Và để nói về việc là trẻ em lạm dụng, sử dụng các thiết bị điện tử như thế nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về đề tài này cùng với nữ diễn viên Thùy Mười. Xin chào Phương Nguyên. Thùy Mười xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Son Môi Đỏ. Dạ. Chị ở nhà chị không biết là có con hay em hay cháu đồ mà còn nhỏ tuổi mà bị ghiền những cái điện thoại hay là iPad không chị? Thực ra là Mười chưa có gia đình, chưa có con, Mười sống một mình, nhưng mà cháu thì cũng có. Chị thấy là sử dụng điện thoại thì đến một mức độ nào gọi là mức độ đáng báo động? Con nít bây giờ hầu như đút ăn cũng sử dụng điện thoại, đi ra công viên chơi cũng cho sử dụng điện thoại, hay là người lớn ngồi nói chuyện sợ con nít phá rối cũng sử dụng điện thoại. Cái đó là theo Mười không nên, bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa trẻ, nhất là khi mà 1, 2, 3 tuổi là các trẻ nó đang phát triển rất là nhiều thứ, thì nó xem vậy nó thành cái thói quen là ảnh hưởng cho cả cái vấn đề về sau rất là lớn. Ngày xưa khi mà chiếc điện thoại chưa có phổ biến nhiều, trẻ con cũng quấy, trẻ con cũng khóc, cũng làm phiền bố mẹ. Nhưng mà những lúc đó có những cách rất là khác về nguyên nhân xuất phát từ những người lớn. Và bên cạnh đó thì chị nghĩ là còn nguyên nhân nào khác nữa không, khi mà trên mạng có rất là nhiều những chương trình, những cái video clip hấp dẫn trẻ nhỏ, mà em nghĩ là nó cũng bổ ích vậy. Đúng, cũng có những cái video clip rất là bổ ích, nhưng mà gia đình mình phải có cái khoảng thời gian cho trẻ xem, chứ đừng cho trẻ xem luôn tuồng như vậy thì nó không có tốt. Cho con một ngày quy định nha, 30 phút hoặc là 60 phút cho con xem điện thoại xong rồi đi ngủ. Thì cái đó mình có cái khoảng thời gian như vậy sẽ tập cho trẻ thành một cái thói quen, chứ đừng có lúc nào cũng thấy cái điện thoại, lúc nào cũng cho con coi cách thoải mái. Nhưng mà cho trẻ sử dụng điện thoại mà trẻ bị nghiện luôn á, lúc nào cũng cần, không có ba mẹ lấy lại là khóc. Đúng. Là đó là đáng nguy rồi. Đúng. Nhưng mà em nghĩ là mình còn phải phân chia theo độ tuổi nữa. Em thấy cái giai đoạn mà học hỏi bắt chước rất là nhanh là giai đoạn mà đầu đời á, từ 1 tuổi tới 3-4 tuổi. Đúng rồi. Nhưng mà giai đoạn này thì không nên sử dụng điện thoại, không có lý do gì để cho con trẻ cầm cái điện thoại, tại vì thậm chí bé cũng chưa biết nói, chưa biết chữ, chưa biết thao tác. Cái đó là nói về cái độ tuổi nhỏ, còn có độ tuổi mà từ 8, 9, 10 tuổi đổ lên nữa thì các bạn là bắt đầu biết nhiều rồi, tìm hiểu mà, thì cũng phải có một cái thời gian nhất định, chứ cũng không có cho mà con một cách thoải mái tự tiện điện thoại. Em nghĩ là giai đoạn này mình nên cho trẻ sử dụng điện thoại như là một phần quà thưởng. Ví dụ như tuần này con học được 2 điểm 10 đi, hay là con học được hạng gì đi, thì bố mẹ sẽ cho con chơi điện thoại vào cuối tuần chẳng hạn. Thì em nghĩ đó cũng là một, đó là một cái phương pháp rất là tốt cho trẻ, tự vì nó sẽ có một cái thời gian nhất định, và khi mà con học tốt, con làm tốt thì mẹ mới cho con. Còn nếu như mà cái độ tuổi lớn hơn chút xíu thì cái sự tìm tòi các bạn nó kinh khủng lắm. Từ khoảng tầm hơn 10 tuổi đến 13 tuổi á, là mình vẫn còn gọi là các trẻ em, bởi vì các bé vẫn còn chưa đến tuổi vị thành niên, chưa đủ nhận thức đầy đủ về tất cả những việc mình làm. Nhưng mà độ tuổi này mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm nhất. Đúng rồi. Bởi vì đã biết tìm tòi rồi, biết lên mạng, biết search thông tin, và sẽ có rất là nhiều những thông tin xấu. Đúng. Tài liệu mà các em có thể tìm kiếm được mà ghi là cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Thì tùy cái tuổi đó là cái tuổi tò mò mà, thì các bạn sẽ tìm hiểu thôi. Cái đó là mình không có nói được về cái sự phát triển của đứa trẻ, nhưng mà cái đó là cũng do gia đình mình phải nhắc nhở. Nhưng mà lúc này còn một vấn đề nữa nha, là bé đi học ở trường và bố mẹ phải đưa cho điện thoại để xài, để liên lạc, hoặc là bố mẹ đi làm thì các trẻ cũng phải đi học, hoặc là đi học thêm, hoặc là cần phải kết nối và liên lạc với bố mẹ. Mình đâu thể nói là mình lấy cái điện thoại của con lại mình không cho con xài điện thoại được. Từ cấp 3 trở lên thì cái đó Mười cũng đồng tình, nhưng mà phải kết hợp với nhà trường như thế nào để cái khoảng thời gian xài điện thoại cho nó hợp lý. Vấn nạn mà các bạn mê game nữa đó, cái đó mới là một cái khổ hơn cho các gia đình. Tại vì mê game là cứ nhào vô chơi game, chỉ nói chuyện với cái điện thoại. Có những cái trường hợp là chơi, đi vô phòng game chơi, nghiện game, không bỏ ăn, bỏ ngủ. Bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Xong rồi cái về nhà mà gia đình phát hiện thì bắt đầu ngăn cản không cho chơi, thì bắt đầu bị căng thẳng, bị bức bối. Rồi chưa nói đến tình trạng mà các bạn mà không có suy nghĩ đó thì các bạn bệnh. Bởi vì vô chơi đâu có ăn uống gì đâu, ngồi thức đêm, bị suy nhược cơ thể, bị rất là nhiều thứ. Có nào. Cách nào để phụ huynh sẽ cho con lên mạng nhưng mà kiểm soát được những thông tin mà con sẽ truy cập hay là kết nối không ạ? Quan tâm tới con một chút xíu. Dù mình có đi làm, có bận biểu, nhưng mà mình phải để ý cái cách thức của con mình, cái suy nghĩ của con mình. Đôi khi có những cái hai mẹ con, cha con ngồi nói chuyện
thì mình những để ý những cái đó, nó bất chợt mình nghe những cái gì nó lạ tai, ngoài nó lớn hơn cái tuổi của nó, hay là nó cái gì nó quá sức cái tuổi của nó, mà tại sao người lớn biết mới biết được điều đó, mà tại sao cái độ tuổi nó biết, mình phải để ý liền, mình mới tìm hiểu cái đó thì mình ngăn chặn liền kịp thời, thì mình nghĩ nó sẽ đỡ hơn. Mình nghĩ có thời gian lên mạng cùng con là một cái phương pháp hay nhất. Cái tiếp theo nữa, khi mà cái độ tuổi khoảng từ 8-10 tuổi rồi đó, thực ra các bạn, các tuổi trẻ ở thành phố mình nó không có biết nhiều cái trò chơi dân gian, không có biết nhiều về cái hay của dân gian lắm. Thì nếu như ba mẹ mà biết á, thì ba mẹ sẽ hướng con theo cái hướng đó chơi. Còn một cách nữa đó là mình kiểm soát đầu vào. Ví dụ như là em vẫn cài game cho nó chơi, nhưng mà em sẽ cài những cái game nào phù hợp với độ tuổi, cho nó chơi những cái trò chơi như là ghép chữ, bắn nấm, hứng trứng. Đó cũng là một phương pháp hay, nhưng mà tốt nhất là nên hạn chế. Điện thoại chỉ là một cái nhỏ thôi. Ngoài ra còn máy chơi game điện tử, còn iPad, còn máy vi tính, nói chung là các thiết bị điện tử mà trẻ đã nghiện rồi thì sẽ để lại rất là nhiều những hậu quả, chẳng hạn tác hại về sức khỏe, về thần kinh, thậm chí là ảnh hưởng tới hiệu suất học tập và tác động rất là lớn tới nhiều tính cách lắm. Sau này nó ảnh hưởng tới sau này, nếu mà nó không có được giải quyết thì sau này nó ảnh hưởng cả tương lai của nó, ghê gớm lắm. Mình có thể hướng dẫn giáo dục cho trẻ cách như thế nào, liều lượng như thế nào là đủ? Mình nghĩ là các bà mẹ, các phụ huynh đó, có những cái buổi họp phụ huynh thì nên ngồi với nhau nói chuyện. Một người không tìm ra cách nhưng mà chính xác, nhiều người sẽ có cách. Sẽ có cách. Rồi mình kết hợp với cô giáo một cái buổi nào đó, từ phụ huynh và cô giáo sẽ kết hợp tìm ra một cái phương án nào tốt nhất. Dạ. Cho nó cân bằng lại. Dạ, cho cũng không có thiệt cho học sinh và cũng không có thiệt cho gia đình. Trong cuộc sống bây giờ thì ai cũng đi làm, ai cũng tất bật, nhưng mà cái vấn đề mà chăm con, quan tâm, chăm sóc tới con, theo dõi con mỗi ngày một cái tuổi lớn, cái đó đừng nên quên lãng. Nó phải sao sát hơn nữa thì đứa trẻ nó mới tốt hơn. Theo người là như vậy. Dạ, với lại em thích là ví dụ như trong gia đình mình, thay vì là mỗi người cầm một cái điện thoại thì nên có thời gian để quay quần ngồi lại với nhau. Đúng rồi, Mười cũng nghĩ vậy đó. Hay là cuối tuần thì gia đình đi chơi với nhau một cái nơi nào đó, là dẹp hết tất cả những cái điện thoại, cho đi chơi những cái nó mang chất dân dã, mang chất miền quê, nông thôn chút xíu, để trẻ còn học hỏi được nhiều cái hay hơn. Mình tập cho trẻ em thì mình phải làm gương và mình phải tự tập cho mình trước đã. Đúng rồi. Cảm ơn chị Thị Mười vì ngày hôm nay đã đến với chương trình Son Môi Đỏ. Cảm ơn em, cảm ơn chương trình. Sẽ còn rất là nhiều những vấn đề hay và gần gũi với cuộc sống cùng với những sự chia sẻ thẳng thắn và chân thật của những vị khách mời. Hãy gặp lại nhau vào 12:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.